ngay trong vài giây, phải kiếm ngay trong chó mẹ chồng thôi. Để gia đình ta cần yêu thâu, cần đông cần vui mà có hay gì đâu. Thì tôi cũng đi làm dâu, là phụ nữ ai ngại gì đó đây. Sáng tới tối lúc nào cũng đụng độ, sướng ít khổ nhiều thôi miễn mình có nhau. Thương chồng thương ba người mẹ chồng, tất bật đâu lúc nào nhẹ lòng. Nhẹ lòng nhập gia thì con phải tùy tục, con không phục cũng không xong. Vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Tin mẹ tin cha, lung linh lung linh cùng đùa cùng chơi, lung linh hai tiếng gia đình. Cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, ba là lá la la, phát sáng một gia đình. Sao tự nhiên mẹ Mai lại đi theo dõi bà điên ta? Đừng ta hót liêu lo, hót liêu lo. Chim ơi chim tan, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Bé nà, bé nà ơi, rồi mấy con ơi, sao vậy nè? Trời ơi, rồi sao bây giờ sao? Nấu cơm ăn nha. Ồ, bỏ bé nà cả ngày bay thương bé nà quá. Ồ, bé nà không có khóc nha, không có khóc nha. Để mẹ mở tivi cho bé nà coi kìa. Nè, xem đi. Chị ơi, không có không có, tôi đến tôi cho con chị bánh nè, bánh bông lan. Không không, tôi là người tốt mà. Bánh nè, chị có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đứa con, tôi cho 7 cái bánh, còn dư 2 cái tôi cho chị ăn nè. Bánh thật mà, bánh thật nè, nè nè, tôi ăn thử chị coi nha, bánh thật nè nè. Ngon lắm, cho con chị ăn đi. Bé Na ăn bánh không? Bánh bông lan, bé Na ăn bánh bông lan không? Ăn đi ngon lắm. Thiệt mà. Nè, bé Na ăn bánh nha chưa? Bé Na ăn bánh ngon. Mấy con ăn bánh nha, bé Na ăn bánh nha. Nè. Trời ơi. Bé Na sạch rồi. Bé Na sạch rồi cưng.
Ly nước cho bé nào uống nha. Ly nước cho bé nào uống đi. Nha. Bé nào ơi, ly nước cho bé nào uống nha. Bé Na ơi. Không có khóc nữa mà, không có khóc nữa mà. Bé Na đừng có khóc. Lát nữa mua bóng bay cho bé Na nha. Mua bóng bay nha. Bóng bay. Mẹ ơi, cố lên mẹ ơi. Sao lấy được rồi mẹ ơi, mẹ. Na chờ mẹ chút nha. Con chờ mẹ chút. Sắp tới rồi con. Chỉ ngồi tôi hỏi chuyện thôi. Bé Na đó, sao chị biết bé Na thích bông bóng bay vậy? Con tôi mà tôi phải biết chứ. Con của chị hả? Vậy chứ bé Na đâu rồi? Bé Na đâu? Bé Na nào? Chị nói cho tôi biết đi. Bé Na đâu? Bé Na là con của tôi mà. Chị bắt nó phải không? Bé Na là con tôi. Bé Na đâu? Bé Na là con tôi. Bé Na đâu? Trời, bé Na là con của tôi. Dạ xong rồi mẹ. Mẹ cảm ơn con nha. Mà mẹ nè, chuyện bà điên á có liên quan gì tới bé Na vậy mẹ? Năm xưa bé Na bị bà điên bắt cóc, cho nên mẹ phải tiếp cận bà điên để điều tra chuyện của bé Na. Nếu như vậy thì không phải đâu mẹ. Tại vì cái bà điên đó bà chỉ mới phát bệnh mấy năm gần đây thôi. Con nghe đâu là con của bà bị một người đàn ông say rượu tông chết. Từ đó bà mới nửa tỉnh nửa mê vậy đó. Những bà mẹ tội nghiệp khi mất con. Mẹ không hiểu sao ông trời lại đành lòng chia cắt tình mẫu tử như vậy chứ. Mẹ, mẹ đừng có quá đau lòng nữa. Con hứa với mẹ, con với chồng sẽ cố gắng tìm cách để giúp mẹ tìm lại bé Na nha. Mẹ đừng có buồn nữa nha mẹ. Dạ, đúng rồi đó mẹ. Nè mẹ, mẹ uống miếng nước đi mẹ. Mẹ cảm ơn. Vợ của con á,
là phóng viên mà, cô có nghiệp vụ, chắc chắn là cô sẽ tìm được bé Na à. Mẹ yên tâm nha. Mẹ nói cho con, mẹ có bất kỳ một manh mối gì đó về bé Na hay là hình ảnh của bé Na không mẹ? Có, mẹ có hình của bé Na. Hay quá, mẹ cho con xin đi. Đây nè con, hình của bé Na lúc nhỏ đó. Mẹ ơi, mẹ còn tấm nào thấy rõ mặt hơn không? Cái này cái mặt của bé Na bị loang nước mất rồi. Mẹ chỉ có mỗi một tấm đó à. Nếu mà mẹ có nhiều hình bé Na thì có lẽ là bây giờ mẹ tìm được tung tích của bé Na rồi. Mẹ nhìn con thấy trên cổ bé Na có đeo sợi dây chuyền nhìn lạ quá nè. Đây là sợi dây chuyền á, mẹ đặt thợ làm thủ công cho bé Na, cho nên chỉ có mình bé Na mới có sợi dây chuyền này thôi. Nhưng mà lúc mà bé Na mất tích á thì bé Na đeo luôn cả sợi dây chuyền này. Vậy là được rồi mẹ, chắc chắn là sẽ tìm ra được mẹ. Cái đó là thông tin bổ ích lắm á mẹ. Không sao đâu mẹ, nếu như vậy thì hay quá. Con sẽ đăng hình ảnh bé Na lên báo, cũng như là thông tin về sợi dây chuyền này, toàn bộ thông tin của bé Na trên báo. Sau đó con nghĩ là sẽ có người nào đó, người ta thấy bé Na, hoặc thậm chí người ta nhặt được sợi dây chuyền này, người ta sẽ báo với mình. Coi như mình cũng có thêm một đầu mối để mà tìm bé Na đó. Đúng rồi đó mẹ. Con ráng giúp mẹ nha. Nhưng mà cái chuyện này đó, hai đứa đừng nói cho mẹ Trúc với mẹ Cúc biết nha. Mẹ sợ làm phiền hai bà. Ủa sao vậy mẹ? Mẹ đúng rồi mẹ, mình phải nói có gì mẹ Cúc với mẹ Trúc sẽ giúp mình chứ mẹ. Không được đâu con. Bao nhiêu năm nay á mẹ tìm bé Na, khiến cho hai bà cũng phải lao tâm khổ trí vì mẹ. Cho nên á lần này nhân việc bà Trúc á thì bà đi công tác, còn bà Cúc á thì bà về quê, cho nên mẹ mới đích thân một mình đi tìm bé Na. Chứ hai bà mà biết chuyện này đã, hai bà không để yên đâu, thế nào cũng làm âm sờ mà. Dạ, tụi con biết rồi, mẹ yên tâm. Chào buổi sáng. Bữa giờ bữa nào cũng tăng ca đêm hết đó, ngồi không có tỉnh táo gì hết trơn. Ờ, cái gì bà tới rồi kìa. Đi đi, nhường đất cho người ta trồng cái gì. Làm vui vẻ với ba nha. Đi rồi. Chị Thư. Dạo này em thấy là chị hay làm đêm nhiều lắm. Rồi xong rồi sáng dậy phải đi làm tiếp, ngủ đâu có đủ giấc đâu. Nên giờ em muốn cho chị có cái cảm giác nó tỉnh táo hơn. Uống cappuccino chị. Chị không thích mấy cái loại mà nước uống mà nó có xịt kem ở trên hả? Chị uống sinh tố mãng cầu xiêm được không? Hay là mình uống cà phê đá cho tỉnh táo chị. Đừng bỏ đường, uống đắng dễ tỉnh hơn. Em không phải. Trời ơi, em rảnh đúng không? Dạ. Nhưng mà có thời gian á, sao em không có đi chơi với bạn bè đi? Tự nhiên đi vô bệnh viện hoài làm gì? Chị đi nha. Chị Thư, em không biết chừng nào chị mới lung lay trước tình cảm của em nữa. Lấy giờ em kiếm chuyện nhập viện nữa chị. Không được, tình yêu là phải nhây, con này lầy quá. Cắp. Anh không uống hả anh? Không nhận của anh luôn hả? Và khó khăn dữ tợi. Dạ không sao đâu chị, cái khó nó ló cái khôn. Dạ. Mẹ, sáng nay con đã đưa toàn bộ thông tin của bé Na với mẹ lên báo rồi, mẹ yên tâm nha. Với lại con còn nhờ con chướng á hả, nó thêm mắm dặm muối cho cái câu chuyện sợi dây chuyền, nó thêm phần hấp dẫn và ấn tượng. Sẽ có rất là nhiều người họ liên lạc đó mẹ. Dạ con. Dạ. À, với lại đây nè,
Mẹ coi, con còn nhờ một anh đồng nghiệp ở nhân công ty á hả, phát thảo là hình sợi dây chuyền của bé Na đó. Mẹ coi con giống không? Giống lắm, giống lắm con. Dạ hay quá. Hồi sáng nay họ vừa mới lên tin thôi là có rất nhiều người liên lạc rồi đó mẹ. Vậy hả? Dạ. Con tin á, sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm được bé Na thôi. À, bây giờ nè, có một người họ vừa mới gọi, họ nhận là bé Na có giữ sợi dây chuyền nữa. Thật vậy hả con? Dạ đúng rồi. Rồi con có chỉ người ta tới đây không? Dạ có, dạ có. Mà con thấy rất là nôn nóng muốn gặp mẹ đó, nên là con chỉ người ta tới đây rồi. Chắc một tí xíu nữa người ta tới đó. Nếu thật là bé Na thì coi như là trời Phật thương mẹ đó con. Dạ, con cũng hy vọng là bé Na con của mẹ. Má! Con nè má. Ủa cậu ơi. Con gái má nè. Con gái của tôi. Má nhớ con không? Ủa. Trời ơi, lúc nào con nhớ mặt má hết. Hình bóng của má lúc nào cũng ám ảnh con suốt bao nhiêu năm lành đấu giang hồ luôn. Lành đấu giang hồ? Trời sai, sai, có gì sai rồi Thảo? Mẹ bình tĩnh mà mình không có sai được. Em ơi chị... Nói đi. Cho chị hỏi là em có giữ cái sợi dây chuyền kỹ vừa không em? Giữ cái gì? Dây chuyền hả? Con đây. Đây nè. Không. Mày ơi, cái sợi dây chuyền này mày biết ở đâu con có không? Không. Cái sợi dây chuyền này ngày xưa lần đầu tiên con ra hành tẩu giang hồ. Hành tẩu giang hồ? Con tán con nợ một cái, nó trả tiền đại ca thưởng cho con sợi dây chuyền luôn. Đây, bây giờ cái này á con tặng lại cho má. Thôi, ơi, má đừng có lo cái chuyện này của con cũng như của má. Đây, tôi không lấy đâu. Má giữ đi nha. Đây, còn cái sợi này má biết ở đâu con có không? Ở đâu? Cái sợi này á là kỷ niệm 10 năm hành tẩu giang hồ của con. Con mua nó làm kỷ niệm á. Đây. Thảo ơi, cái gì mà má? Má nghe. Không, con nói cái thằng mà nó làm cái sợi dây này nè, làm rườm rà mở ra mở vô khó không chơi luôn. Bây giờ con tặng má luôn. Thôi. Tôi không lấy đâu má, tôi không lấy. Không được, của con coi như là của má. Ê! Má ơi! Má nghe! Quá! Dạ. Má rất là ngầu luôn! Đúng. Em ơi, còn... Gì? Đây! Còn cái sợi dây chuyền này! Má! Má nghe! Trời ơi! Con đi đâu? Mua hồi nào con quên rồi! Để con hỏi mấy đứa nhỏ rồi! Thôi, đừng hỏi! Coi này... Má đâu con hỏi nó, không nói được! Chém nó luôn! Thôi, đừng hỏi! Nghe là má đừng hỏi! Thôi, bỏ qua! Để má đó. Coi như là bỏ qua đi. Dạ. Nè, còn cái này nha má. Cái này mới quan trọng nè. Má nhớ này không? Không, tôi không nhớ. Sao mà má không nhớ được? Cái này là của má. Của tôi. Má để lại cho con. Ngày xưa má hành tẩu giang hồ, má dẫn con đi quánh lộn. Một mình má tả xung hữu đột, má quánh mười mấy thằng giang hồ nằm một đống luôn. Hành tẩu giang hồ hả? Đúng rồi. Tôi đâu có mà hành tẩu. Má đừng có chối. Ngày xưa má rất hư, má dẫn con đi quánh lộn. Đợi khi nào mà công an tới bắt má, con mồ coi. Vậy hả? Má như vậy là không có tốt. Từ nay về sau có con rồi, má không được vậy nữa. Tất cả để con lo. Thảo ơi, hỏi cửa Thảo ơi. Tẩu giang hồ ba mấy năm vậy cho hỏi năm nay em nhiêu tuổi vậy? 35 tuổi. Nãy giờ con nghe xưng chị gọi em là Quế nhỏ này rồi đó. Nhìn nó non kẹt là nó nhỏ hơn con đúng không? Xin lỗi. Vậy em xin lỗi chị. Xin lỗi chị. Gì vậy? Má đâu có nói gì đâu. Má ở chung nhà với nó vậy là không được. Dạ em xin lỗi. Chị ơi. Gì? Ra là chị không phải. Không phải gì? Đợi con xíu. Không phải con bé Na con hai mấy tuổi thôi. Còn cái cô này nó ba mấy tuổi là sao giờ làm sao đuổi về đây? Tụi nó giang hồ đó con, tụi nó kém mắt mẹ con mình đó. Mẹ từ từ để con tìm cách tiễn khách nha mẹ. Cái gì? Tao nói với mày rồi, cái gì mà tao muốn là phải được. Nếu mà đứa nào cản đường tao hả, chém hết. Vậy nha. Qua đây làm gì? Em xin lỗi chị. Má nghe con. Nó làm con bực bội quá. Thôi con đừng có bực bội, con ấy không thấy con bực bội quá con đi về đi. Đâu có được.
20 năm rồi con mới gặp lại má. Nè. Dạ. Mẹ định nói gì? Không, em không định nói gì hết. Dạ em mời chị. Trời ơi, không. Giờ gặp nhau rồi, nước nôi thì không quan trọng nữa. Giờ lấy bia lên. Lấy bia lên, kéo bia lên, kéo bia lên. Bia. Đem mồi ra. Mồi. Uống không sai không về. Ủa? Má không cần phải về. Sai ngủ đi luôn. Con ngủ với má. Con ngủ với má. Con ngủ với má luôn. Nhà này nhà mình mà. Đúng má. Mẹ. Má. Má nghe. Đợi con nghe điện thoại cái. Ừ. Dạ. Alo. Lộn người rồi chị ơi. Thằng Tèo á, nó nói mới nhìn thấy má chị trong tù nè. Bả còn tả con bả y hệt như chị hồi nhỏ. Lấy mồi ha. Dạ. Lấy mồi, lấy bia. Lấy bia chị uống. Kỳ kỳ uống nghe. Má. Má nghe, má nghe, má kêu lấy bia mà. Vậy chuyện đây. Này con. Cái này nữa. Dạ. Tại sao nãy giờ biết lộ người rồi mà không nói? Tại vì thấy giang hồ bắt quà làm họ hả? Dạ dạ không phải. Tại không cho nói. Mình à. Quên muốn chết luôn. Chị ơi, quên cái giỏ hả chị? Quên quá trời luôn. Đóng cửa lại đi con ơi. Ủa mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi. Linh đâu mà? Thôi, mọi người đi ăn trước đi. Em đang còn cái này chưa xong. Trời. Dạ nghe cô Cúc. Dạ con đi giao nước xong rồi. Đợi con chút xíu đi, 2 phút rồi con về liền nha. 2 phút có 120 giây chứ nhiêu. Bây giờ con đừng nói chuyện với con nữa, bắt đầu đếm đi. 1, 2, 3, đó. Ủa chị Thư, sao giờ này chị còn ngồi đây nữa? Trưa rồi chị cũng đi ăn cơm đi. Chị còn mấy chuyện chưa làm xong. Em mua cơm cho chị nha. Thôi được rồi, chị tự lo được mà. Chị giữ này đi, lót ở lưng nằm cho nó đỡ đau. Chị nói với em rồi mà, em không cần phải quan tâm chị nhiều vậy đâu. Ủa chị nói gì kỳ vậy? Chị đồng ý là hai đứa mình là bạn với nhau mà. Thì em có thời gian thì em đi chơi với bạn bè em đi chứ. Em cứ quan tâm chị vậy hoài, chị thấy kỳ lắm. Trời chị, em quan tâm là tại em quý chị thôi. Chị nhận đi. Cảm ơn nha. Được không chị? Đi chơi đi. Ở bệnh viện hoài vậy? Mê bệnh viện lắm hả? Xin lỗi, nãy giờ tưởng bệnh. Đừng nói là nó trở lại nha. Mẹ sợ thiệt đó. Trời, con cũng sợ nữa hả? Giờ sao mẹ? Ôi, mẹ đã sợ mà gặp con nữa. Thì bây giờ thôi, đừng mở cửa, đừng mở cửa. Kệ đi. Mở cửa không? Không, đừng mở cửa. Bấm nữa kìa mẹ, bấm nữa kìa mẹ. Kệ nó đi, coi như là không nghe thấy đi. Không nghe, ừ. Con mình không ai nghe hết. Nó gọi điện luôn kìa mẹ, sao nó biết số không vậy? Rồi sao mà nó biết được? Anh Tùng. Tùng hả? Alo, em nghe nè chồng. Ủa, em có nhà em vậy sao anh khóa trái cửa ngoài anh vô có được đâu. Ủa, chồng ngoại hả? Có, em ở nhà, em ra mở cửa cho anh liền. Cái gì con? Chồng
về anh Tùng, về anh Tùng, về em ơi. Là nó đó hả? Trời ơi, trời ơi, là mẹ hết thử đi ra đi. Thôi thôi, ra, 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 cầm đứa đi. Chồng ơi, em ra với anh nè, chồng ơi. Ôi chồng ơi, anh không biết hồi sáng nay em có anh ở nhà, nhà em với mẹ phải chịu một cái trận phong ba bão táp như thế nào đâu. Ủa, sao con về giờ này vậy? Dạ, tại sáng con nghe Thảo nói là có người chị giang hồ tới nhận người thân, cho nên là thôi con thấy ở nhà với lại mẹ với lại Thảo với sẽ an toàn hơn. Không sao con, con lo công việc của con đi. Mọi chuyện là cũng đã qua hết rồi. Mẹ Thảo đã rút kinh nghiệm rồi nha. Dạ không sao đâu, dù gì có anh Tùng ở nhà với mình á, mình cũng an tâm hơn á mẹ, không chồng? Đúng rồi mẹ, có con ở nhà chắc sẽ an toàn hơn á. Còn mẹ đừng có lo, chuyện vô bệnh viện á con thu xếp hết rồi. Trời ơi, giờ tôi ám ảnh tiếng chuông quá. Mẹ ơi, giờ sao? Để con. Mẹ, em chào ông ạ. Hả? Có anh Tùng chắc không sao đâu mẹ. Mẹ biết. Mẹ, bé Na của mẹ nè mẹ. Bé Na. Chị cho em nói chuyện với mẹ. Em nói chuyện với mẹ đi. Cảm ơn chị. Mẹ, bé Na nè mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Nín, nín đi con, nín đi. Em ơi, em có thể em bình tĩnh nha, đừng xúc động quá chị biết, nhưng mà em có thể cho chị hỏi một ít thông tin được không? Dạ, nhưng mà trước khi chị hỏi, chị cho em nhìn mẹ em thêm xíu nữa. Em nhìn mẹ em đi. Mẹ, con gặp được mẹ rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Bao nhiêu năm xa cách, nhờ gặp lại mẹ con xúc động lắm mẹ ơi. Em ơi, em bình tĩnh nha, cho chị hỏi là cuộc sống hiện tại của em ra làm sao giờ? Dạ, tại em lạc mẹ từ nhỏ, cho nên là hả, em được người ta nhận nuôi, mà người ta không có thương em. Người ta chờ em đủ 16 tuổi, người ta tính gả cho em cho một ông Hàn Quốc đó chị. 60 tuổi lận, em không có chịu, cho nên em bỏ nhà em đi. Rồi con lang bạc tới giờ đó mẹ. Con lạc mẹ, con lưu lạc khắp nơi, con tìm mẹ hoài mà không thấy. Bây giờ con gặp được mẹ rồi, con mừng lắm mẹ. Đến đi con, tại sao mà người ta lại đối xử độc ác với con bé như vậy? Em ơi, em bình tĩnh, em cho chị hỏi nè. Em có còn giữ cái sợi dây chuyền kỷ niệm không? Dạ có chứ chị, tại vì em đọc trên báo em thấy cái hình sợi dây chuyền đó, cho nên em mới tới đây nè. Nhưng mà chị biết sao không, em luôn lạc khắp nơi á, rồi cái em lạc hồi nào, lạc mất sợi dây chuyền hồi nào em không biết luôn. Bây giờ em không biết sao hết. Mẹ, con làm mất sợi dây chuyền kỷ vật mẹ cho con rồi. Bây giờ con biết sao hết. Tại con nè, tại con nè, tại con nè. Đừng tự hành hạ bản thân vậy con. Làm mất rồi thì thôi, chủ yếu là mình đã gặp nhau rồi nghe con nha. Đừng làm vậy nè. Vậy mẹ ơi, vậy bây giờ con gặp lại được mẹ rồi là thì cuộc đời con sẽ sang một trang mới đúng không mẹ? Con không có phải ngủ đầu rương xó chợ nữa. Bây giờ con ở chung với mẹ nha mẹ. Nhà mẹ giàu quá. Cái này không phải là nhà của mẹ đâu con. Mẹ chỉ ăn nhờ ở đậu của Tùng thôi. Dạ không sao đâu mẹ. Nhà của anh Tùng cũng là nhà của mẹ, mà nhà của mẹ cũng là nhà của con.
Tụi con đi xuống lấy nước với lại trái cây lên đãi. Để con pha cho em nó bình trà nha mẹ. Ha mẹ con, em tâm sự với mẹ đi. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Em thấy cái cô đó, cổ cứ đáng nghi làm sao á. Anh cũng thấy vậy á. Sao cứ khóc lóc rồi làm mọi thứ rất là giả luôn, em thấy không? Em cũng thấy vậy á. Sợ dây chuyền mất cơ thể đằng đi không nói, còn đằng này á, còn đòi dọn nhà mình ở liền là thấy không được rồi đó. Đúng rồi, cứ nhắc tới tiền bạc hay là bất cứ tài sản gì á là mặt còn rất là sáng, đúng không? Nhìn thấy rất là ham luôn á. Anh nghĩ chắc chắn là lừa đảo. Giờ phải nghĩ cách làm sao để đuổi cô ta khỏi nhà mới được. Chứ nhìn mặt á, thấy cũng không giống mẹ Mai tí nào. Phải liệu hồn với tôi đó. Ủa mẹ. Ủa mẹ có chuyện gì vậy? Cái gì vậy mẹ? Ủa mẹ có chuyện gì vậy? Con bé hồi nãy sao vậy? Sao gì mẹ? Nó lừa đảo đó. Mẹ chỉ nói một câu thôi là coi như là biết hết. Hay quá vậy, mẹ nói câu gì vậy mẹ? Tôi báo công an rồi. Trời ơi, mẹ xịn thiệt luôn á. Nãy giờ dưới tụi con đã nghi rồi đó. Nhưng mà biết nó là lừa đảo, mẹ nghĩ nếu bé Na cũng trường hợp như cô bé hồi nãy thì sao? Cũng bị lạc mất mẹ, rồi đến năm 16 tuổi ba mẹ nuôi bán đi, gả hết người này cho qua đến người khác, phải trốn nhà sống lang bạc đầu đường xó chợ. Nghĩ tới mà xót xa. Nếu con bé Na cũng có một trường hợp như vậy, cũng tại mẹ, cũng tại mẹ mà để lạc mất con. Mẹ đừng tự trách mình như vậy mà mẹ. Từ từ mình sẽ tìm lại được bé Na mà mẹ. Giờ Thư tan ca nè. Dạ. Sao mà bắt xe khó dữ trời. Ủa trời, ủa sao tự nhiên em dừng ngay đây luôn ta. Trời, em gặp gì nữa chị? Chị chưa về nữa hả? Chị tan ca mà bắt xe nãy giờ không được. Thôi thì chị khỏi bắt xe, sẵn tiện của em đây nè, lên xe em chở chị về. Thôi được rồi, để chị đang tính gọi bạn chở về nè. Thôi chị khoan gọi đó. Chị đã từng nói mà hai đứa mình là bạn mà. Giờ không lẽ chị không muốn là bạn với em chị? Chị gọi cho bạn chị là kỳ quá luôn á. Thôi được rồi mà, chị tự về được. Chị nói là hai đứa mình là bạn mà, chị muốn là bạn với em sao? Không biết chị suy nghĩ gì chị, xe ở đây mà. Suy nghĩ chị nữa. Vậy nhờ em bữa nha. Dạ, mấy bữa cũng được mà. Để em đá cái này lên nha. Trời, đã dễ sợ luôn, tự nhiên không muốn về luôn trời. Về lẹ đi, tới giờ kẹt xe bây giờ. Đi rồi chị ha. Ừ ạ. Vịnh vô nha chị, coi chừng á. Trời ơi, muốn gì vĩnh tình con.
Thank you.